Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Học Tiếng Anh Miễn Phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 4 các bạn nhé. Và bài Unit 4 này á, thì bây giờ chúng ta đã sang bài tập số 6 rồi. Bài tập số 6 của phần A đó các bạn, phần Schedules đó. Vậy thì bài tập số 6 á, là liên quan đến cái giới từ các bạn này. Giới từ này, thì người ta cho mình là 7 câu. Thì chúng ta chọn các giới từ cho phù hợp với mỗi câu các bạn. Thế thì liên quan đến giới từ thì trong sách giáo khoa của Unit 4 này mình cũng đã giúp các bạn làm rất là rõ rồi đúng không ạ? Chúng ta có một vài kiến thức rất là cơ bản về giới từ rồi. Thì sang sách bài tập này chúng ta tiếp tục gặp lại nữa. Và mình hy vọng bài tập này mình sẽ củng cố thêm cho các bạn về cái kiến thức về giới từ rất là quan trọng các bạn. Nó sẽ xuất hiện rất nhiều trong các bài thi của các bạn. Thậm chí nó sẽ xuất hiện trong quá trình các bạn luyện nói, luyện nghe tiếng Anh nó còn có đó các bạn. Mặc dù nó không phải là từ quan trọng trong câu, nhưng nó lại đóng vai trò không thể thiếu trong mỗi câu văn của chúng ta. Do vậy, nắm bắt giới từ để chúng ta viết văn cho tốt, nó vẫn là đóng một vai trò rất là quan trọng các bạn nha. Vậy thì trước khi vào thì mong các bạn bỏ ít thời gian nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video hay các bạn ha. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, một việc làm nhỏ các bạn thôi nhưng mang lại cho mình một niềm vui lớn lắm các bạn ạ. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu với câu A. Đây, tôi đang nói cái gì? Về cái thời khóa biểu của trường của tôi vào tuần tới. Vậy thì chúng ta xem chỗ này là about hay là to. Các bạn để ý này, chúng ta đang nói về cái vấn đề gì á thì chúng ta dùng about. Còn nếu tôi đang nói chuyện với ai là talk to. Các bạn nhớ cho mình nha, hai cái khác biệt hoàn toàn nha. Để ý. Vậy thì chỗ này tôi đang nói về cái chủ đề gì thì phải là about. Đó, cái này là một cái để các bạn lưu ý nha. Mình đang nói với một cái đối tượng này. Còn mình đang nói chuyện với ai á thì phải là to. Các bạn nhớ cho mình nha. Rồi, đó là câu A, rất dễ nha. Câu B này, tôi sẽ học môn tiếng Anh và môn văn học. Môn tiếng Anh và môn văn học vào ngày thứ hai và ngày thứ tư. Vào những ngày thứ hai và những ngày thứ tư đó là tôi sẽ học môn tiếng Anh và môn văn học. Vậy thì các bạn để ý này. Đây, các bạn để ý chỗ này chúng ta dùng on hay là in. Nếu các bạn đã học sách giáo khoa của mình nói rất kỹ cho các bạn rồi. Cái giới từ trong tiếng Anh đó mà nó đi với ngày trong tuần nè, các ngày trong tuần này, ngày trong tuần này thứ hai và thứ tư này thì nó phải là on. Nhớ các bạn nhớ cho mình nha, đi với các ngày trong tuần phải là on. Đó, tôi sẽ học tiếng Anh và văn học vào ngày thứ hai, những ngày thứ hai và những ngày thứ tư trong tuần đó. Nhớ những ngày trong tuần là on, mình nhắc đi nhắc lại hai lần. Và trong sách giáo khoa giúp các bạn học sách giáo khoa mình cũng đã nhắc rồi, thì bây giờ mà nhắc lại nữa thì các bạn sẽ nhớ từ nay về sau, các bạn không bao giờ quên được. Đó là câu B. Bây giờ câu C. Câu C các bạn nhìn ra nha. Vào buổi chiều. Vào buổi chiều nha. Nhớ là vào buổi chiều nè. Rồi sao nữa? Tôi thường chơi bóng đá với những với người bạn cùng lớp của tôi. Với người bạn cùng lớp của tôi từ 3 giờ đến 5 giờ. Thực ra chơi bóng đá với người bạn cùng lớp của tôi chỉ có một người, hai người chơi bóng đá thì không hay. Nhưng chỗ này nên số nhiều thì hay các bạn ha. Với những người bạn cùng lớp của tôi thì hay. Rồi, từ 3 giờ đến 5 giờ. Vậy thì các bạn xem này, vào buổi chiều, các buổi trong ngày, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thì các bạn dùng cái gì? Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối các bạn dùng gì? Dùng in cho mình nha. In nè. Đó, nhớ dùng in cho mình. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối dùng in. Nhưng nếu mà night cũng là buổi tối, nhưng lúc này đã nếu người ta dùng night là chúng ta phải dùng at, là phải dùng at, at night. Còn nếu mà dùng evening, đó, evening là buổi tối, cũng là buổi tối thì dùng in. Đó, các bạn thấy cái sự hay của nó chưa? Nếu night thì chúng ta phải dùng at, nhưng mà evening thì phải dùng in. Đó, rất là ấn tượng đúng không? Các bạn nhớ, cứ thế mà chúng ta nhớ thôi. Đó, chúng ta đừng quên là được. Rồi, vậy thì in. Rồi, từ mấy giờ đến mấy giờ thì phải từ from 3 giờ đến 5 giờ phải to. Rất dễ rồi, đúng không? Đó, các bạn ha. Đó. Từ đâu đến đâu, từ mấy giờ đến mấy giờ là from rồi to. Đó, cái chỗ này thì mình giảng rất là kỹ rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu D. Câu D của chúng ta các bạn nhìn đây nha. Những cái kệ làm sao? Ở bên trái thì có những cuốn sách sinh học nè, sách hóa học nè và sách toán. À, các bạn nhớ chưa? Nếu các bạn học trong sách giáo khoa các bạn nhớ rồi. Những cái kệ bên trái thì chắc chắn là on rồi. Đó, những cái kệ bên phải cũng là on. Đó, các bạn thấy chưa? Cái này mình trong sách giáo khoa chúng ta đã học rất nhiều rồi, đúng không? Rồi, chỗ này không có gì bỡ ngỡ, không có gì khó hiểu cả đâu không nào. Cho nên chúng ta đi nhanh thôi.
Câu E. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy rất sớm. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy rất sớm bởi vì tôi có những tiết học vào lúc 7 giờ. Rồi, chỗ này mình phải dừng lại một tí để mình giảng kỹ cho các bạn, để các bạn không có bỡ ngỡ nha. Thức dậy là phải là get up. Nhớ không có thi cái từ khác nữa. Phải là up. Phải nhớ từ up. Nhớ chưa nha. Get up. Đó. Rồi, bởi vì tôi có những tiết học lúc 7 giờ. Cái giờ cụ thể các bạn nhớ chưa? Trong quá trình mình hướng dẫn các bạn học sách giáo khoa đó, mình nói rất kỹ cái giờ cụ thể các bạn cần dùng cái giới từ nào. Giờ cụ thể, nói về một cái giờ cụ thể phải là at. Đó, vào cái giờ cụ thể nha, là phải là at. 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 2 giờ, 1 giờ đều phải là at hết cho mình nha. Đó. Rồi, vậy là cứ thế mà ta làm. Ta nhớ là ta làm chứ ta không cần phải chi ra chi này không. Chúng ta cứ nhớ nó là như vậy. Get phải là get up là thức dậy đó. Rồi, ok. Câu F. Rồi, cơn bão đến là một sự bình yên lặng nè. Đây, câu F này đó các bạn, là sau cơn bão đến là một sự yên lặng. Chỗ này dịch ra cơn bão sau là một sự yên lặng. Chỗ này dịch cái chỗ này thầy không hiểu người ta viết thế này là gì? Ý của người ta muốn viết đó, là sau cơn bão là trời yên lặng đó các bạn. Thì chỗ này after thường sau là trời nó yên lặng đúng không bạn? Đó, chứ còn trước cơn bão là mưa gió đùng vân vân đúng không? Chứ không phải là after đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu cuối cùng. Lá rơi này, leaves nhớ bạn nha, những chiếc lá rơi gì các bạn? Đây, những chiếc lá rơi vào mùa thu ha. Vậy thì lá rơi thì phải là fall off đó. Những chiếc lá rơi trên cây á, rơi xuống á, từ trên cây rơi xuống á, vào mùa thu, vào các mùa trong năm là phải là gì? Phải là in, nhớ cho mình nha. Mùa trong năm là in, nhớ nha, nhớ này. Rồi, rơi, lá rơi là fall off nha, chứ đừng có fall down nha. Down mặc dù cũng là xuống nhưng mà fall off là rơi xuống cây á, từ trên cây rơi xuống đó, fall off trees này, các bạn nhớ nha. Rồi, như vậy là bài tập số 6 chúng ta cũng đã giải quyết rất là gọn rồi. Hy vọng các bạn thấy các video này tiếp tục có ích cho các bạn. Các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta đón nhận thêm tiếp tục các video tiếp theo các bạn ha. Một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn ở các video tiếp theo ở bài tập số 7 cũng như những cái bài tập của phần B. Ok, rồi chào các bạn nha.